Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người, đây là một trong một loạt những cái mẫu kìm kẹp hàn của nhà Tone các bác nhé. Với mẫu mà em đang giới thiệu cho mọi người đây là cái mẫu rất là phổ thông và phổ biến để các bác có thể là hay sử dụng và thường xuyên này. Mã hàng là VPC-300. Nó có thành phần thép CRMO và thép CRV có nhá, để các bác có thể sử dụng. Chiều dài nó trên này thì nó sẽ ghi mã hàng này, thương hiệu này, rồi là chiều dài tổng thể này. Độ mở thì lát nữa thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái kích thước cụ thể ok mọi người. Và khi mọi người sử dụng thì mọi người cắt, vừa là cắt bỏ cái này ra đó nhá, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là nhất đấy là cái chức năng và công năng của cái kìm này nó sẽ là sử dụng như thế nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người ngay bây giờ có nhá. Với cái cây kìm kẹp hàn này, các bác có thấy là nó sẽ có 3 tùy chọn về kích thước ở trên này, 150, 300 hoặc 450, và nó tương ứng với giá đây. Thì các bác có thể thấy nhân tỷ giá yên Nhật thì giá cái này nó đâu đó tầm 1,2 triệu, nhưng mà chắc chắn là giá thì bên em sẽ bán cái mức giá tốt hơn cho mọi người, tốt hơn cho mọi người, ok chưa mọi người? Đấy, để các bác để tham khảo. Còn về tổng thể, khi mọi người bỏ ra, mọi người mở ra thì sẽ có một cây, nó sẽ là như thế này mọi người. Tổng thể thì chiều dài như mọi người đã biết đấy, chiều dài tổng thể của từ đây đến đây nó sẽ là 70mm này. Còn cái kích thước thứ hai mọi người nên quan tâm là chính là cái phần T, tức là cái phần là phần lớn nhất ở trên này, phần chiều dài từ đây đến đây thì nó sẽ là 100, chiều dài phần T chính là 151mm. Đây, chính là cái phần kích thước đây nó là 151mm. Cái này thì mục đích chính ấy, để nó xem cái không gian tối đa mà khi mọi người thao tác ở trong cái không gian mà làm việc ấy, thì cái không gian mà nếu mà mọi người chật hẹp quá thì mọi người thấy là cần phải đo cái chiều này này để mọi người có thể sử dụng nó vừa không này. Còn thứ hai, ok mọi người nhá, vừa em bận chút điện thoại một chút. Thì cái thứ hai nữa là cái kích thước tiếp theo mọi người cần quan tâm lưu ý giúp em là kích thước ở bên trong ngọt lòng như này, thì lớn nhất của nó, maximum của nó sẽ là 102mm các bác nhé, 102mm để các bác có thể sử dụng. Và ngoài ra nữa thì nó sẽ là kích thước theo chiều này nữa. Đây, nó có sẽ có ba kích thước từ đây đến đây này, thì sẽ là cái này thì nó sẽ không thay đổi rồi, là 69mm các bác nhé, 69mm. Ok mọi người, thì mình các bác có thể thấy là rõ nhất là với tổng thể những kích thước như thế thì mọi người có thể là cân nhắc là xem cái sản phẩm của mọi người có phù hợp hay không, và sử dụng cây này thì nó sẽ như thế nào. Thì em cũng xin nói luôn cho mọi người là như này, rất là đơn giản như này thôi. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần ấn ra như này thôi, nó cũng giống như một cây kìm bấm thông thường ấy à, nhưng mà cái quan trọng là cái thiết kế cái ngàm kẹp này, nó sẽ thiết kế để mọi người có thể là kẹp để hàn hàn ở đây là như thế nào. Ví dụ như trong những cái ngành nghề mà các bác đang sử dụng ấy, thì nó ví dụ như là đây là em đang ví dụ cho mọi người một cái phôi nhé, chứ còn tất cả này nó không phải là mỏng như này. Ví dụ như là một cái V của thép thì nó sẽ không mỏng như này mà nó sẽ dày hơn, nhưng mà để demo cho các bác, để các bác để nhìn thấy nó sẽ dễ dàng và sử dụng cây này thì nó sẽ tiện lợi ra làm sao. Ví dụ như thông thường các bác muốn hàn chập hai cái này lại với nhau, ví dụ hàn theo kiểu này hoặc là hàn theo kiểu này, hàn theo kiểu như thế này, nối lại nó lại như này, hoặc là hàn theo kiểu mà góc đối xứng như này, thì rất là khó để các bác có thể là vừa giữ này và vừa hàn. Thì với cái này thì nó sẽ giống như kiểu một cái tay phụ ấy, để mọi người có thể là sử dụng dễ dàng hơn đó nhá. Đây, thì ví dụ như là khi mà dùng như này thì các bác chỉ cần là khi mà dùng thì các bác chỉ cần để lại như thế này này. Ví dụ như là với cái tùy từng cái độ dày của cái vật liệu ấy, thì mọi người sẽ để theo cái mọi người có thể điều chỉnh cái nấc này khác nhau. Thì độ dày nó ngắn thì độ dày nó ít thì mọi người điều chỉnh cái này gần như là nó sát với miệng của nó. Còn nếu mà độ dày nó nhiều, độ dày lớn thì các bác cần điều chỉnh cái độ mở nó lớn hơn. Ok mọi người. Và sau khi đó mọi người có thể là ấn một phát vào đây thì nó tất nhiên là mọi người sẽ ấn được căng ở tay. Và các bác nhìn thấy là cái phôi của chúng ta đã rất là chặt như thế này, thì mọi người muốn hàn điểm ở trên hay là hàn điểm dưới, tất nhiên là em demo thì nhiều khi là em sẽ làm nó không được chính xác 100%, nhưng mà mọi người muốn khi mọi người định vị thì mọi người hàn những cái điểm theo ý muốn của mọi người ở trên này, mặt trước, mặt hông hay là mặt ở bên này, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, và nói chung là nó giữ chắc chắn hơn tay của mọi người và nó không bị nóng tay, hay khi mà các bác hàn chấm hàn điểm cái gì nó không bị nóng tay. Đấy là đặc trưng của cây này. Và tất nhiên là tất cả những kích thước mà em vừa nói thì nó sẽ đều liên quan đến cái mà phần khi mọi người là tiếp xúc đây, thì các bác nhìn thấy là trong cái khoảng không gian như này thì nó vẫn có thừa thoải mái, còn nếu mà dày hơn thì mọi người sẽ phải cân nhắc thêm. Ôi chị mọi người đấy, vì vậy nên là với các cái kích thước khác nhau thì mọi người thấy là một cái cây này thì nó sẽ có rất là đa dạng của công dụng và tiện lợi. Và tất nhiên là nếu mà để chắc hơn nữa thì nhiều khi là có khi anh em sẽ cần sắm cả hai cây như này để có thể là một bên mặt này một bên mặt này, hoặc là ví dụ như là cái phôi chiều dài nào mà nó dài lớn ấy, thì nhiều khi cần 2 điểm 3 điểm hay 4 điểm, thì các bác cần 2 3 cây 4 cây kìm khóa chết như này để nó giữ nó một cách chính xác hơn các bác nhá. Cái quan trọng nhất là nó thao tác trong cái công việc mọi người làm
nó giống như cả một cái tay phụ của người, nhưng mà dùng sử dụng nó làm việc nó nhàn nhã hơn, làm việc nó sẽ dễ dàng hơn đấy, có thể nhìn thấy luôn. Và đây là một cái kiểu để có thể kẹp thôi, tất nhiên là nó có nhiều cách kiểu kẹp phôi khác nhau, bởi vì cái phôi như này thì ví dụ như các bác có thể là làm với các cái tác vụ khác nhau mà đâu nhất thiết là phải kẹp theo kiểu như vậy của em đâu. Ví dụ các bác kẹp mà đối xứng như này cũng được này, đối xứng như này nó cũng có thể là kẹp luôn, và các bác tất nhiên là kẹp đối xứng như này các bác vẫn có thể là hàn bình thường. Nói chung là cái không gian làm việc như thế nào thì các bác có thể là kẹp với cái chi tiết của mọi người như vậy, ôi chưa? Đấy, như thế này là đã kẹp xong. Và tất nhiên là các bác làm như này thì các bác muốn điều chỉnh như nào hay là kẹp kia các thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như muốn hàn đính hay là muốn hàn chi tiết cho nó ngấu thì tất nhiên là làm như thế này thì nó gọi là đơn giản hơn rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Nó giống như kiểu một cái kẹp ép, nó giống như kiểu một cái kẹp để có thể nó giữ dàng, dễ dàng hơn, có nhá. Và với cây này thì với thông số chi tiết thì em cũng đã nói cho mọi người rất là rõ ràng rồi. Và ngoài ra nữa về phần giá tiền thì hiện tại giá ở trên web cũng như là trên của hãng thì đang bán là 6.000 yên này, tương với giá là đâu đó tầm 1.200.000. Thì hiện tại thì giá bên em đang bán sẽ bán sau này sẽ là 1.000.000. Còn giá những cây đầu tiên như này, giá bác nào mua với tổng thể là có 10 cái cây ở đây thì hiện tại em sẽ khuyến mại cho mọi người với 2 cây với giá sẽ là 800k. Các bác lưu ý giúp em nhé, 2 cây sẽ là 800k. Và với giá 800k đấy thì em sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người thêm một cái eke này của Baco nữa. Eke của Baco, cái eke này em giá đang bán là 500.000 có nhá. Eke giá đang bán là 500.000 có, để tham khảo trên video trên kênh YouTube. Em cũng đã làm cái video rất là kỹ về cái eke thép không gỉ này của Baco rồi. Thì thứ nhất là cái có cả 1-2 món như này với giá là 800.000 và áp dụng tối đa là cho 2 khách hàng có nhá. 2 khách hàng thì sẽ được lựa chọn cái chương trình đầu tiên là như thế này, mua gọi là mua một mà lại kèm thêm một nữa. Và tất nhiên là sau cái mức giá đấy thì sẽ về mức giá là 1.000.000 với cái cây này, và không có tặng thêm, không có hỗ trợ, không có khuyến mại thêm gì cả. Ôi chào mọi người. Còn mọi người nếu mà cần thì có thể liên hệ một trong hai số hotline bên góc trái màn hình như thế này này. Bên góc trái màn hình thì có số của em Huế hoặc em Cương ở trên đấy để các bạn có thể hỗ trợ cho mọi người. Ngoài ra thì hiện tại là bạn Hải không còn là nhân viên của bên em nữa, nên là rất mong các bác có thể liên hệ một trong hai số trên thôi. Còn liên hệ số bạn Hải, một là bạn ấy sẽ không trả lời, và hai là bạn ấy tư vấn cái sản phẩm nó không đúng với cái giá tiền, chất lượng hay là cái kích cỡ mà anh em đang cần, có nhá. Còn video cũng khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo các bác nhá.